độ giảm thôi. Nấu đầy đủ. Nướng cũng được hả? Nướng chiên xào làm gì cũng được, người ta không rỗng. Rỗng nè, nào đây nè. Người ta lấy cái chiên kìa, còn cái chảo chiên kia ta sợ nó dâng chuồng cực. Độ khác nhau. Ừ, đúng rồi, đầy lắm rồi. Khi con chiên gì con cũng đậy gấp lại để sợ nó dăng, với lại đậy lên nó hầm nó giữ độ ngọt hơn, dở ra nó dăng dầu. Chiên ta cắt nó lấy cái này ta xài không ừ. Ít cứ dăng khỏi cực, mấy kia bị nó thấp hơn với nội cho bà nó nhắm không nhắm nó không xài nữa, vậy nội kia hơi cho về đi trời ơi đang rồi cái gì nó cả đống mình hả, nó còn đưa nó có nồi nhỏ để nó đồ ta tặng nồi nhỏ chứ đưa lấy cái miếng tôm nó cho con. Nó còn cũng khóa nữa chứ, để gì ra đâu, nóng nước rồi thả nó nhiều rồi. Trời ơi, bữa tao nói giờ cái đó con thích ghê luôn rồi, nó nhìn vậy mà giờ không tiền. Bây giờ không tiền ra đâu, cái nồi đó nữa con đi mới tiện dần dần cái nồi vậy con chứ vừa. Phải nấu nước sôi cho thả nó mì, thả bả mới hẹ rồi vô cái đồ ăn vậy vừa. Ha, đồ ăn cũ quá, mình đổ cái đó mình hâm cũng gọn nữa. Cũng gọn. Ừ. Bằng cái tô à, bằng cái tô. Tao chưa có mấy cái này tao thấy tao khoái rồi, mày cứ hồn cho ra trời ơi đồng ghê. Hỏi má hỏi má còn cái má chửi đem gì cho nó ơi lại mày thấy cho nó gì không vậy, lấy đồ nào nấu cơm nè, mày nấu cũng được vậy, có nấu vừa tôm cái đó vừa một tôm mình nó gõ cái này mày nấu cũng được đâu có sao, nấu cơm miệng nhỏ mà điểm nhỏ mà mày muốn nấu mì rồi mày lấy cái nồi mày đổ vô cái đó nó vừa nhất trưng nhất trưng rồi, nhưng mà giờ khó rồi mày lấy nè đi hợp vậy luôn nè lấy nồi cơm điện này mày xài thì con cũng một trước con vẫn làm vậy, vậy trước hai nồi điện nồi nấu đồ ăn rồi nấu vừa rồi đó bên nhà bạn canh nấy rồi mày kho rồi kho mình xớp ra nhà bạn vậy đó, trước nó con gái làm vậy xớp ra rồi mày nấu cái khác kìa. Uống cái vô cho nó ra chất nhờn cho khớp là nó buộc lại rồi, uống có nhiều vô rồi mấy mua cái loại đó đó uống cho nó buộc cái dần là nó lắp lại là bà ấy rồi. Mình ăn vô mình coi được vô bạn mình coi được bờ là bóp được vô, cả đống đây cả đống hẳn nó hẳn nước là bóp đó cho nó ra nước nhờn khớp. Bữa trên TV nó hỏi bác sĩ gia đình nó nói nghe người ta nói mình khô khốt đồ ăn đậu bắp uống nước đậu bắp rồi ấy, bác sĩ ông nói đâu có phải, không phải vậy, nhưng mà tại vì tiếng đồn dân gian này mình thấy mình làm theo chứ đâu phải ăn đậu bắp với uống nước đậu bắp mà nó có chất nhờn đâu, mình phải đi bác sĩ đi khám đi uống thuốc bổ sung không, mà bữa thấy chương trình Doctor Khỏe gì đó nó cái trái cây cái loại trái cây gì mà anh ăn nó lại bùng cho lỗ xương ghê vậy, rồi tôi kêu họ hỏi thử coi, kêu mấy vị hỏi thử coi cái loại ở mình tưởng là đồ này ăn mấy bùng lỗ xương mà ăn vậy là bữa trên trường có tôi khỏe là loại thảo dược cái cây thảo cũ gì đó ăn cái đó lại nó lại bùng lỗ xương ghê không, nhưng mà phải đi bác sĩ chứ không phải nó tự ra, nhưng mà chỉ cái đó bác sĩ là mình biết mình mua mình ăn rồi đỡ, phải đi bác sĩ hỏi coi mình có thể dùng được hay không, ta ghét coi đốc sức khỏe là vậy dạ. Cái gì nói là đừng coi đây chứ phải nói đồ thảo dược đó mà mình cứ bài ra mình tự ăn tự uống được á, chị hỏi lại sau này nó khôn nó hỏi tư vấn lại, ví dụ như vậy nè, ví dụ như trong số mình uống chuyện tuần lễ sau ví dụ giảm định uống nữa hay gì đó thì mình còn ấy còn này trời ơi hay bịch gì đấy chứ bịch biên ôn ngủ bóc ôm như hằng Khang nó lãnh Dũng nó lãnh bánh trời ơi tưởng cho đồ quý cho hộp lớn vậy cá con nhỏ 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 từng chân ơi với lại bịch bánh gạo với hộp bánh nhỏ nhỏ đó đó cho hả cho nó làm hả cho Lan nữa thôi má để đó đi Tết chân còn bánh gạo để Tết phun ra cúng xong để nó là nó ăn để nó để nè ai Dũng chân vợ nó bây giờ vợ nó cũng được vợ nó đem về dưới cho má dân đi không có gì ta ám ảnh cái bình ga với nổ mà tới giờ cái gì mình làm ảnh